Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và rạng sáng nay thì đã diễn ra trận bán kết 1 giữa Argentina với Croatia. Như mọi người đã biết rằng là trận đấu này thì Argentina đã thi đấu rất lì lợm và bản lĩnh nhờ cái sự tỏa sáng của Messi với một bàn thắng và một đường kiến tạo và Alvarez hai bàn thắng. Thì Argentina đã có chiến thắng 3-0 trước Croatia, một chiến thắng nó khá là dễ dàng. Mặc dù là được dự đoán gặp khó khăn và đúng là ở trong khoảng 30 phút đầu tiên của trận đấu thì Argentina gặp khó khăn thật, nhưng mà sau khi được hưởng quả phạt 11m từ cái tình huống mà thủ môn Luka Kovic phạm lỗi với Alvarez trong vòng cấm ở phút thứ 31 sau một tình huống phản công nhanh và Messi có bàn mở tỷ số thì trận đấu nó đã diễn ra theo một cái chiều hướng hoàn toàn khác và Argentina đã tận dụng tốt cái lợi thế có bàn và để mà thiết lập một cái thế trận phòng ngự phản công rất là hay và giành chiến thắng với cái tỷ số 3-0. Với cái chiến thắng này thì Argentina lọt vào tới trận chung kết World Cup để mà có cơ hội để mà vô địch, và đối thủ của Argentina đó là đội thắng ở trận đấu giữa Pháp với Maroc diễn ra vào ngày hôm nay. Theo lịch thi đấu của vòng bán kết World Cup 2022 thì trận bán kết 2 giữa Pháp với Maroc sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 15 tháng 12 theo giờ Việt Nam và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3. Ở cuộc đọ sức này thì Pháp đương nhiên được đánh giá cao hơn Maroc bởi vì Pháp đang là nhà đương kim vô địch và cái sức mạnh của Pháp cũng được đánh giá cao hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì Maroc làm cái hiện tượng rất là thú vị ở giải đấu hôm nay và Maroc giành vé vào vòng bán kết không phải là ăn may đâu, mà họ giành vé vào bằng cái thực lực của mình. Họ đã lần lượt đánh bại Bỉ, đánh bại Tây Ban Nha, đánh bại Bồ Đào Nha, đều là những cái ông lớn của bóng đá châu Âu để giành vé vào chơi trận bán kết này thì không phải là điều ăn may được. Và trên thực tế thì cái đội hình của Maroc là rất nhiều cầu thủ sinh ra ở nước ngoài và chơi bóng ở nước ngoài và về phục vụ cho Maroc, và họ đã thể hiện rõ được cái tinh thần chiến đấu của đội bóng này, và việc có nhiều cầu thủ tốt và chơi bóng nước ngoài đã giúp cho Maroc chơi rất là hay. Họ là một đội bóng châu Phi nhưng mà có lối chơi đa dạng như những cái đội bóng ở châu Âu, và cái khả năng phòng ngự phản công của Maroc là cực kỳ ấn tượng. Họ chuyển đổi trạng thái rất là nhanh, Maroc phòng ngự nhưng mà chỉ cầm rất ít bóng, cầm hai bóng 20-21% thôi, nhưng mà những cái đợt lên bóng và triển khai bóng của các hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo của họ rất là tự tin và bình tĩnh. Họ không mất tập trung và họ không bị mất tinh thần và không bị mất tự tin khi mà luân chuyển những cái đường bóng của mình lên, và những cái đường bóng của họ phản công rất là nhanh khiến cho đối thủ không kịp trở tay. Cái điều đáng tiếc là nó là Maroc, cái khả năng tận dụng triệt để cơ hội vẫn chưa cao thôi. Và nếu như mà làm được cái điều này tốt hơn nữa thì họ sẽ gây ra khó khăn rất nhiều cho Pháp. Nhưng mà trận đấu này khi mà gặp Pháp, một đội bóng mà có cái dàn cầu thủ đồng đều và lối chơi đa dạng hơn rất nhiều so với Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha trước đó, thì nó là cái thử thách rất lớn cho hàng phòng ngự của Maroc. Ở trận đấu này thì Kylian Mbappe sẽ đối đầu với Hakimi, hai người đồng đội với nhau ở đội tuyển ở câu lạc bộ Paris Saint-Germain, và hai cầu thủ này đã hiểu nhau rất nhiều, và mình nghĩ rằng cái cuộc đọ sức, cuộc đối đầu chạm trán giữa Mbappe và Hakimi nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới kết quả trận đấu này. Và nếu như mà Hakimi mà bắt chết được Mbappe thì Maroc sẽ có những cơ hội, còn trong trường hợp mà không theo kèm được Mbappe thì sẽ gặp rắc rối rất là lớn. Về mặt sức trẻ cũng như về mặt tốc độ thì Hakimi là một trong những hậu vệ cánh chạy nhanh bậc nhất ở châu Âu thời điểm hiện tại, tốc độ không thua kém gì Mbappe đâu, cho nên là để một kèm một với Mbappe thì mình nghĩ rằng Hakimi cũng sẽ không bị đuối, đặc biệt là những cái màn đua tốc độ. Nhưng mà mọi người biết rằng là Mbappe là một cầu thủ có kỹ thuật cũng tương đối là tốt, đúng không ạ? Những pha đi bóng quật bẻ vặn sườn đối thủ và dứt điểm rất là lợi hại, cho nên là sẽ phải có thêm người hỗ trợ cho Hakimi. Ở cánh đối diện thì có Dembele cũng chơi rất là hay và cũng cần phải theo sát cầu thủ này. Trong khi đó thì Giroud đánh đầu rất là tốt, Antoine Griezmann thì chơi rất hay từ đầu giải đến giờ và liên tục kiến tạo, mặc dù ghi bàn không nhiều nhưng mà liên tục kiến tạo cho Pháp ở những cái trận đấu gần đây và giúp Pháp giành kết quả rất là thuận lợi. Cho nên là đây là một cái bài toán không hề dễ đối với Maroc. Mình nghĩ rằng Maroc sẽ gây ra khó khăn cho Pháp ở trận đấu này, nhưng mà để làm một cái điều gì đó nó đặc biệt và viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình cho bóng đá châu Phi thì nó sẽ tương đối là khó, bởi vì thực lực của Pháp chơi tốt và họ chơi rất đa dạng, họ không chỉ đánh biên, họ không chỉ chơi bóng bổng mà họ còn tấn công trung lộ rất là hay, và cái sự biến hóa trong lối chơi của Pháp cũng rất là tuyệt vời. Cho nên là ở một khía cạnh nào đó về mặt chuyên môn thì mình nghĩ rằng đây là trận đấu mà Maroc sẽ gây ra khó khăn cho Pháp, nhưng mà
để mà có được kết quả giành chiến thắng ở trận đấu này thì cực kỳ khó, và mình đang thiên về một chiến thắng 2-0 dành cho đội tuyển Pháp ở trận đấu này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả giữa Pháp với Maroc thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất khi lên sóng mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.